Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là con yêu dấu, làm vui lòng ta, hãy nghe lời người. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi. Tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy. Trước khi con người từ cõi chết sống lại, các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. В то время обнял Иисус Петра, Якова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рабби, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Chia sẻ với cộng đoàn tối hôm qua, chúng ta đang sống trong mùa chay. Mùa chay là mùa sám hối và là mùa trở về với Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ trở về với Thiên Chúa bằng đôi tai để nghe lời Thiên Chúa nhiều hơn, không chỉ trở về với Thiên Chúa bằng đôi mắt, bằng cách đọc lời Chúa và hướng lòng Thiên Chúa nhiều hơn. Chúng ta không chỉ trở về với Thiên Chúa bằng đôi chân đến nhà thờ, nhà nguyện tham dự thánh lễ nhiều hơn mà thôi. Mà điều đặc biệt quan trọng nhất là mỗi chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa bằng tâm hồn của mình, bằng đời sống nội tâm của mình, hãy trở về với Thiên Chúa. Và khi chúng ta trở về với Thiên Chúa
trong tâm hồn của mình, thì chắc chắn rằng tâm hồn của mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy được sự bình an và niềm vui. Hay nói như nhạc sĩ Đức Huy diễn tả, thì và khi trở về với Thiên Chúa thì tâm hồn của một người chúng ta sẽ được vui trở lại. Với ý nghĩa đó, nếu cộng đoàn chúng ta có thể được thì xin chúng ta cùng hát bài hát Và Con Tim Sẽ Vui Trở Lại, và chúng ta ý tứ những câu từ trong đó để giúp mọi người chúng ta hiểu hơn. Khi trở về với Thiên Chúa thì tâm hồn chúng ta, con tim của mỗi người chúng ta sẽ được vui trở lại, sẽ được bình an, sẽ được ơn cứu rỗi. Xin cộng đoàn cùng hát. Tìm con đường đi sang Hàn Quốc hay là Trung Hoa hay những đất nước khác. Mỗi người tìm cho mình một con đường, một lối đi. Các em học sinh, sinh viên cũng tìm cho họ một con đường để sang bên này để đi học. Và cho dù ai đó tìm con đường, lối đi nào đi nữa, thì con đường đó, lối đi đó luôn đi tìm trong niềm tin và hy vọng. Có phải là anh chị em tìm con đường đi sang đây với một niềm tin và hy vọng rằng sẽ có cuộc sống khá hơn, đầy đủ và thuận lợi hơn cuộc sống ở Việt Nam? Chắc chắn rằng tìm đường sang đây với niềm tin và hy vọng như thế. Các em học sinh, các em sinh viên tìm con đường sang bên này để đi du học để làm gì? Để mong rằng sẽ lãnh hội được những kiến thức phong phú hơn, có những bằng cấp giá trị hơn, với hy vọng và niềm tin rằng một ngày nào đó trở về Việt Nam sẽ dễ tìm được công việc hơn và lương bổng cũng sẽ cao hơn. Chắc chắn là như thế. Và có những người vì công ăn việc làm, vì cuộc sống mà phải ra đi. Rồi cũng không phải là ai cũng đều có vợ có con cùng đi với nhau, mà có thể người chồng đi, người vợ phải ở lại. Và dù người đi hay ở lại, luôn gửi gắm cho nhau rằng dù anh đi hay em ở lại thì cũng hãy giữ lấy cho nhau là niềm tin và niềm hy vọng. Có một bài hát diễn tả rằng hãy giữ vững đức tin bền vững em ơi, có ai biết bài này không?
hãy giữ vững đức tin bền vững em ơi. Tức là lời gửi gắm đó rằng anh phải đi xa để lo công ăn việc làm, nhưng hãy tin là anh sẽ về và cuộc sống chúng ta cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc và đầy đủ mọi tiện nghi hơn. Và tôi nghĩ rằng hôm nay trong cộng đoàn chúng ta có anh Nguyễn Xuân Hiến, anh cũng tìm cho anh một con đường. Trước đây con đường của anh đó là đường gì thì chúng ta ai cũng biết rồi. Và hôm nay anh ta cũng tìm con đường, lối đi riêng cho chính anh. Đó là con đường đến với Thiên Chúa, đến với giáo hội. Và con đường anh đang đi đó là con đường gì? Nếu không phải là con đường đi tìm trong niềm tin và hy vọng. Mỗi Chủ nhật, có thể anh chị em tìm đường đến đây để làm gì? Nếu không phải là một niềm tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta tìm đường đến nhà nguyện, nhà thờ đều là đi tìm là vì niềm tin vào Thiên Chúa. Và anh Yến đi tìm con đường đó trong niềm tin, tin vào Thiên Chúa, tin vào lời của Thiên Chúa. Tôi biết được điều đó bởi vì anh tin, cho nên anh mới tìm đến Chúa qua việc học hỏi Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh. Không phải là ít mà chắc anh đã hiểu rất nhiều về Kinh Thánh. Lát nữa đây, anh sẽ lại nhận bí tích rửa tội, thì anh cũng như những người tín hữu khác, khi lại nhận bí tích rửa tội, là anh đón nhận được ba sứ vụ. Có ba bổn phận, có ai còn nhớ không? Thứ nhất là làm sứ vụ ngôn sứ, tức là nói lời của Chúa cho mọi người, nhất là những người chưa biết Thiên Chúa. Sứ vụ thứ hai là tư tế. Tư tế, những người đi tu thì sống đời sống linh mục, tu trì. Còn những người giáo dân tư tế đây không chỉ là cho những người đi tu làm linh mục mà thôi, mà tư tế có nghĩa là làm công việc phụng sự Thiên Chúa, nghĩa rằng đọc kinh, cầu nguyện, tham dự thánh lễ. Và sứ vụ thứ ba là gì? Vương, vương đế, vương tức là vua. Tức là sứ vụ thứ ba là làm vua. Nhưng mà vua này không phải theo nghĩa vua thế gian, mà vua này là vua Giêsu, vua hy sinh, vua phục vụ. Đón nhận bí tích chữa tội là đón nhận ba sứ vụ đó, sẽ trở thành vương đế, là người phục vụ. Phục vụ ai? Phục vụ giáo hội, phục vụ cộng đoàn, phục vụ gia đình, phục vụ tha nhân. Tôi nghĩ rằng anh đã sống đức tin trong tinh thần đó, bởi vì đức tin là phải hành động. Và hành động đó là anh đã dành thời gian, anh đã dâng hiến công sức của mình, thời gian của mình để phục vụ cộng đoàn, phục vụ gia đình, vợ con của mình. Không biết thì trong gia đình, đời sống gia đình, anh đã dâng hiến những công sức và tìm hết tình yêu của mình cho vợ chưa? Tôi tin là chắc như thế. Anh luôn có tinh thần dâng hiến, hy sinh, dâng hiến thời gian, dâng hiến sức lực của mình, dâng hiến trí tuệ của mình để phục vụ tha nhân, phục vụ cộng đoàn, phục vụ vợ con. Bởi lẽ cái tên của anh là Hiến. Hiến nghĩa là dâng hiến tất cả cho mọi người. Và điều đó chắc chắn rằng là một chứng nhân để cho mọi người noi theo. Và điều đó người vợ cũng có thể cảm nghiệm được khi biết rằng người chồng của mình anh hiến, dâng hiến thời gian cho cộng đoàn, cho Chúa, cho gia đình của mình, thì cũng phải mình phải biết đáp lại bằng sự trân trọng cái tình thương cũng như cái tinh thần đó của người chồng của mình. Mình cũng phải trân trọng, quý mến những cái tinh thần đó. Và chúng ta thấy rằng mỗi người đi theo một con đường, mỗi hướng đi nhưng đều đi trong niềm tin và hy vọng. Thì Chúa Giêsu trong tin mừng chúng ta vừa nghe cũng thế, Ngài cũng tìm cho người một con đường, một lối đi. Có ai biết Chúa Giêsu tìm cho Ngài con đường gì không? Lối đi gì không? Chúa Giêsu tìm cho Ngài một con đường riêng cho Ngài. Đó là con đường đi lên đồi Golgotha, đi lên Jerusalem để chịu khổ nạn. Hay nói cách khác là Chúa Giêsu tìm cho Ngài một con đường riêng, đó là con đường thập giá.
con đường đau khổ. Có khổ, đau khổ mới có vinh quang. Không có ngày thứ sáu tuần thánh, không thể có chủ nhật phục sinh. Và vì vậy, Chúa Giêsu chọn con đường thập giá. Và con đường thập giá đó là con đường đau khổ. Con người khó chấp nhận những sự đau khổ, nhiều khi không đủ sức để mà đi theo con đường đau khổ. Và chính vì thế mà ông Phêrô biết rằng Chúa Giêsu đi lên Jerusalem để chịu chết sẽ chịu đau khổ, cho nên trong một đoạn kinh thánh khác kể rằng khi thấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem thì Phêrô nhảy ra can ngăn ngài, bảo rằng thầy đừng đi lên đó làm gì mà cực khổ. Chúa Giêsu mới cuộc mắng rằng: hỡi Satan, tránh ra đằng sau ta, ngươi làm cớ cho ta xúc phạm. Tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, tư tưởng của loài người không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Tư tưởng của loài người là không muốn vác thập giá, nhưng đó không phải là suy nghĩ của Thiên Chúa. Và vì vậy mà trước khi đi chịu khổ hình, Chúa Giêsu mới đưa ba môn đệ thân tín của ngài, Phêrô, Gioan và Giacôbê đi lên núi Tabor và ngài hiện dung biến hình trên đó để làm gì? Ngài biến hình tỏ ra, bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, nên đổi mà áo của ngài trắng như tuyết, mặt của ngài, dung mạo của ngài chói sáng, để cho các môn đệ thân tín đó thấy rằng ngài chính là con Thiên Chúa. Và muốn nhắn nhủ với các ông rằng các ngươi hãy nghe lời người con yêu dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu biến hình cho các ông thấy vinh quang của Thiên Chúa nơi người là để củng cố đức tin cho ba môn đệ thân tín của người. Bởi vì Chúa Giêsu biết rằng khi gặp khó khăn thử thách thì con người thường bị lung lay đức tin. Trong cuộc sống của mọi người chúng ta cũng thế. Đôi khi chúng ta nếu không vững vàng đức tin thì trong cuộc sống gặp những lúc khó khăn thử thách thì chúng ta dễ là bị lung lay đức tin. Đặc biệt những lúc mà khó khăn đến với Chúa cầu xin mà không thấy Chúa đáp trả theo ý muốn của mình thì dễ trách móc Chúa, và cũng dễ là có những người thậm chí là không thèm đi lễ, thèm xưng tội rước lễ nữa. Cuộc sống của chúng ta có những lúc cũng khó khăn, nhất là những năm gần đây công ăn việc làm ở bên này khó khăn, đời sống kinh tế khó khăn, rồi trong cuộc sống có những lúc vì bệnh tật chuyện này chuyện kia cũng khó khăn. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là dù khó khăn thế nào đi nữa thì mọi người chúng ta hãy vững vàng đi trong niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Bởi vì như bài hát chúng ta vừa hát đó là: dù có phải qua vực thẳm tăm tối, tôi vẫn không sợ gì vì có Chúa ở cùng tôi. Và như thế thì tôi hy vọng sẽ được ơn cứu rỗi. Và như thế thì con tim của tâm hồn mọi người chúng ta sẽ được vui trở lại. Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi và biến hình nơi đó. Ông Phêrô thấy thật là tuyệt vời. Đến nỗi ông Phêrô thưa với Chúa rằng: thưa Thầy, ở đây thật tuyệt lắm, con xin làm ba lều cho Thầy, một cho Thầy, hai cho Elia, ba cho Môsê. Nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận lời đề nghị của Phêrô. Chúa cho biết là để được vinh quang phải lên đi con đường thập giá. Dù Chúa Giêsu không chấp nhận lời đề nghị của Phêrô, chắc chắn là Phêrô cũng hơi buồn. Nhưng rồi sau đó Phêrô cảm nghiệm được, nhận ra được rằng muốn có chiến thắng, muốn có vinh quang thì phải có khổ đau. Muốn lên vinh quang thì phải trải qua thập giá. Phêrô cảm nghiệm được điều đó, cho nên dù trước đó hơi buồn, nhưng khi cảm nghiệm được chân lý đó thì con tim của Phêrô cũng đã vui trở lại. Hôm nay ngày Chủ nhật Chúa Giêsu biến hình, chúng ta cũng xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta biết biến đổi con người của mình thành một con người mới, hay như bài hát hiện tại:
biến đổi tâm hồn của mình thành một tâm hồn mới, biến đổi con tim của một người chúng ta thành một con tim biết yêu thương, biết tha thứ, biết quảng đại, chia sẻ cho nhau, và biến đổi con người của chúng ta thành một con người biết lắng nghe và trân trọng những người khác, nhất là biết lắng nghe ý kiến của người khác, ý kiến sự khác biệt của người khác, nhất là khi làm việc chung với nhau, mỗi người có một ý kiến riêng, không ai giống ai, nhưng điều quan trọng là xin Chúa biến đổi chúng ta biết khiêm nhu lắng nghe ý kiến khác biệt của người khác và cùng xây dựng cho nhau, cùng làm việc với nhau để làm sao đó cộng đoàn của chúng ta càng ngày càng được thăng tiến trong tình thương và sự đoàn kết với nhau, trong sự hiệp nhất với nhau. Ta cũng xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cho có một đức tin vững vàng trong đời sống, dù cuộc đời này có những lúc là khó khăn, vất vả, nhưng hãy luôn luôn tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Có một người phụ nữ ở Tây Ninh, mùa trai thánh, đi tham dự tuần tĩnh tâm. Thế rồi thấy nghe lời Chúa thấy rất là thấm thía và rất là có ích cho đời sống hàng ngày của mình. Cho nên về nhà, ngày hôm sau kêu gọi cả gia đình đi tham dự tuần tĩnh tâm. Thế rồi cả gia đình đi tham dự tuần tĩnh tâm mùa trai, thì không may ở nhà tiền bạc để trong tủ đó, kẻ gian vào nó khiêng hết. Buồn lắm, ai buồn không? Thế buồn, như thế có trách Chúa, chắc chắn là trách móc Chúa, và không chỉ trách Chúa mà có thể trách cái ông cha mà tĩnh tâm đó nữa. Không biết là mình mà đặt vào tình huống đó chắc cũng trách đó. Và rồi cái gia đình đó sau đó gọi cho vị linh mục tĩnh tâm, bảo là tụi con đi tham dự tuần tĩnh tâm, và rồi cả nhà đi hết, thế là cái trộm vào nó lấy hết vàng bạc. Buồn lắm, toàn của cải bị mất hết, và nhờ cha đó cầu nguyện cho. Và cả gia đình đó dĩ nhiên không biết trong lòng thì có nhận Chúa hay không, nhưng mà qua bề ngoài những gì nói thì không thấy trách móc Chúa, và thấy lời nói của họ đầy niềm tin vào Thiên Chúa. Thế rồi vị linh mục đó cũng cầu nguyện cho, đến với Thánh Antôn cầu nguyện cho gia đình kia. Sau mấy ngày sau, cái gia đình kia gọi điện cho linh mục, nói với linh mục kia rằng công an đã tìm được kẻ trộm lấy vàng bạc của chúng con, và họ trả lại hết cho chúng con, không mất cái gì. Như thế cả gia đình vui mừng, tâm hồn vui mừng hớn hở, tạ ơn Thánh Antôn và tạ ơn Thiên Chúa. Dù lúc đầu thì đi nhà thờ hết, bị mất của cải như thế cũng hơi buồn, nhưng vẫn không mất niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Và nhờ vậy Thiên Chúa đã giúp để trả lại của cải cho họ. Và nói một cách khác thì Thiên Chúa đã ban niềm vui và ơn cứu độ cho họ.